Bác, hôm nay thì em lên tiếp cho các bác nhá. Đấy, rất là nhiều các bác hỏi. Mà em ơi, lên cho anh bộ phân tần rồi em ơi, lên cho anh cái anten một số. Thật các bác là sáng nay là cũng hơi bận một tí, tại vì là hàng họ về xong lại phải sáng nay đóng hàng sớm cho các bác. Có mấy bác này yêu cầu phải gửi luôn, gửi ra xe ô tô, thế là sáng nay vô vàng này phải gửi luôn mấy xe. Đấy, 5 đơn thì gửi xe, còn số còn lại thì vẫn đây chiều gửi về theo lốt. Đấy. Mấy bác bảo là gửi xe tại vì là ngày mai mấy bác nên là đi đâu ấy, hay như nào không biết, nhưng mà nói chung là cũng rất là cùng ngày nhá. Thấy toàn bảo là mai anh đi thì hôm nay phải gửi luôn cho anh. Nên là đấy, chiều khách là phải đi gửi luôn. Gửi mấy chỗ liền ô tô các thứ. Nói chung là nhà em thì có mấy xe gần bến xe Mỹ Đình đây thì cũng là mấy xe, nhưng mà họ chỉ là ở cách nhau vài ô thôi. Đấy thì bác nào mà ví dụ ở gần các tỉnh gần gần đây mà có xe quen ấy thì cứ alo cho em gửi ô tô cho. Đấy, như năm bác vừa rồi đấy. Bác lấy công suất rồi bác lấy rồi dàn. Ba bác dàn với hai bác, một bác công suất, một bác loa rời. Đấy. Thì cũng gửi xe cho các bác hết. Các bác đang cần vội thì gửi xe luôn. Đấy. Đấy thì ok đây, thì theo nhu cầu của bác vào lên cho phân tần với cả anten thì đây. Đấy, về cái vẫn người đang ướt hết cả người các bác này. Đấy, gửi hàng xong về toát mồ hôi. Quay luôn. Đấy. Ở đây thì em lên cho các bộ phân tần này là đây em thấy ghi đây là V3 này. Đấy. Đây. Vừa khui xong nhá. Đấy, ngọc nhà mới khui ra thì em đi một cửa hàng em bảo luôn nhà khui ra để em về em quay. Đấy. Tuyệt vời đấy. Phân tần này các bác này. Đấy. Hàng chun nịt gọi là ngon lành luôn. Đấy, gọn gàng. Đấy, thì bác nào chốt là cứ thế này em gửi thôi nhá. Em sẽ bọc bằng ni lông này, sau đó đóng thùng xốp rồi gửi cho các bác. Đấy, đóng thùng xốp bé bé thế là gửi đi cho các bác nó gọn. Đây, anten đây. À, anten này thì nó có hai cái nhá. Cái này là của FM này, còn cái này là của AM. Thì nếu các bác nào không thích thì về mình có thể là lấy cái dây này mình đấu vào đây thì mình làm cái FM, một cái FM cũng được, tại vì là AM thì chả ai nghe đúng không ạ? Thì mình có thể dùng làm FM, hoặc là có những đầu như bác nào ấy, cái công suất ấy mà cái FM của bác cái dạng kẹp thì đây mình có thể dùng cái này kẹp. Đấy. Hoặc nếu mà dạng phích cắm thì mình dùng cái này cắm. Rất là tiện. Nói chung thì đây nó là hàng bãi nhá. Này các bác nhìn này. Đây. Đấy, cái đầu dây này họ bọc hết rồi. Người Nhật người ta làm cẩn thận lắm các bạn này. Đấy, người ta bọc hết lại rất cẩn thận này, thậm chí các cái này là của Nhật hết này, dây ước này, cái thứ này. Đấy, cái anten này rất là dày dặn nhá. Nhiều bác bảo là anh cần gì anten, anh dùng dây điện đấu lên làm anten được, thì thực sự các bác là cái đấy cũng được, dùng dây điện hay là dùng dây gì miễn là nó có sóng là được đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng là cái dây điện đấy, thế tại sao mà người ta không dùng dây điện để làm dây loa đúng không ạ, cho nó rẻ, mà sao cứ phải đi mua cái dây loa tận mấy trăm nghìn. Thậm chí các bác biết những cái dây loa của Hi-End nó tầm khoảng 150-200 triệu một cái dây. Đấy, thì tại sao phải dùng những cái dây làm gì? Dùng cái dây điện thông thường nó cũng mấy chục nghìn, mấy nghìn mét đúng không ạ? Tại sao phải dùng cái dây để làm gì? Đấy, tại sao lại phải dùng cái anten riêng để làm gì? Người Nhật người ta thừa hơi đâu mà người ta thiết kế như thế này. Đúng không ạ? Không phải người ta thừa hơi mà người ta thiết kế cái dây này đâu. Là vì nha các bác nha. Cái dây điện ấy thì nó dẫn điện tốt, nhưng mà để mà bắt sóng tốt thì chắc chắn là sẽ không bắt sóng tốt. Đấy, hoặc là dây điện để làm chất dẫn điện tốt nhưng chưa chắc để dùng làm truyền tín hiệu âm thanh đã tốt. Đấy. Mọi cái dây người ta làm đều có sự tính toán, và đặc biệt là người Nhật người ta nghiên cứu rất là kỹ. Đấy, ví dụ trong cái dây anten này nó không phải đơn giản chỉ là cái dây điện, dây đồng như các bác mà đang sử dụng bình thường, mà nó có những cái hoạt chất khác, các cái thành phần kim loại khác để làm gì, để nó giảm nhiễu và bắt sóng tốt. Đấy. Tại sao người ta phải làm cái dây anten riêng này để làm gì đúng không ạ? Mà không dùng cái dây điện đi. Đấy. Nó đều phải có cái nguyên do và đều phải có cái lý do đúng không ạ? Nó phải có cái gì đấy thì người ta mới làm, chứ không tự dưng cái người Nhật người ta không dỗi hơi mà người ta thiết kế cái dây anten riêng để làm gì đúng không ạ? Đấy. Thế như cái dây loa cũng vậy. Tại sao các bác nghe cái dây loa bãi nó hay hơn so với cả những cái dây loa mà kiểu ở Việt Nam mình bán nó có 7-8 nghìn hay là 15-20 nghìn mét ấy. Đấy. Nó nghe hay hơn nhiều so với những cái dây đấy, bởi vì là cái chất mà rất liệu để người ta làm dây, người ta cũng đã có sự tính toán, người ta pha chế thêm những cái kim loại làm sao mà để nó giảm cái độ nhiễu của cái tần sóng đi đấy, mà nó cho các cái giải tần nó hay hơn đấy, thì đấy cũng là cái người ta nghiên cứu và tính toán rất là kỹ rồi đấy. Thì đấy là một chút phân tích nho nhỏ để các bác thấy rằng là không phải cái dây nào cũng có thể làm anten được đấy. Tại vì sao mà các bác nghe những cái dây điện ấy nó vẫn thỉnh thoảng mà nó vẫn có thể là lúc nó khỏe nhưng lúc nó xì xồ, lúc nó xèo xèo xôi 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 đấy, bởi vì nó vẫn có một chút gì đấy là nó tạp âm cái thứ ấy, nó cái dây nó không được tốt thì nó sẽ có cái độ nhiễu đấy, còn những cái dây này thì nó sẽ rất là tốt đấy, nó được nghiên cứu và tính toán và làm rất là cẩn thận, nên là mình về chỉ việc sử dụng, mà hơn thế nữa thì nó thiết kế cũng rất là đẹp này các bác này, mình đặt lên nó rất là đẹp,
đấy, mà giá lại rất phải chăng, vâng, có 250 thôi đấy, 250 là các bác được một món này rồi đấy, một món này là 250 nhá, là combo là 2 dây đấy, một cái FM một cái AM nhá đấy. Thế còn bộ phân tần này theo tính các bác là bình thường của nó sẽ là 320, mà theo tính các bác là 280 thôi nhá đấy, tính bác 280 bộ này thôi đấy, gọn gàng ngăn nắp đây. Phân tần của Nhật làm nó khác bọt hoàn toàn với cả những cái phân tần thông thường. Các bác nhìn các phân tần thông thường nhìn nó dài lắm, mà cách thiết kế nó rất là kiểu cầu thả, nhìn cảm giác như nó muốn chập lổ ở nơi rồi. Đây còn con này này, làm rất cẩn thận. Ví dụ như cái cuộn cảm ở dưới này, đấy nó có một cái lớp keo ở dưới này cách lên một tí này, đấy. Đấy cũng là cái sự cẩn thận, cái sự cẩn thận và cái sự tỉ mỉ của người Nhật người ta làm. Đấy. Nói chung là em thấy là những cái đồ làm mà chuẩn của Nhật đấy, người ta làm nó khác bọt so với cả những cái đồ thị trường ngoài trôi nổi lắm. Dùng nó thích lắm, cầm mà thấy thích rồi. Đấy. Thì mọi thông tin chi tiết thì cứ liên hệ cho em qua cái số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Bộ phân tần này là 280, bộ anten này là 250. Đấy, thì bác nào chốt thì alo luôn cho em, đúng không ạ? Vâng. Đấy, còn bác nào lấy combo cả hai thì alo cho em nhá. Đấy, combo cả phân tần cả anten luôn thì alo cho em. Vâng, em xin chào và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhá.